Unit 10. Our houses in the future. Looking back and project. Trong bài học này, các em sẽ được ôn tập về từ vựng và ngữ pháp của bài 10. Đó chính là một số phần sau đây. Đối với phần từ vựng thì chúng ta có phần thứ nhất là types of house and appliances in the future. Những loại nhà trong tương lai và những cái đồ đạc có trong nhà. Và một số từ vựng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô để đọc nhé. Iron. Iron clothes. Wake. Wake up. Orange. Wreck. Super. Super car. Yet. Until. Arrive. Invite. Ill. Meeting. Examination. Đó là một số từ vựng. Còn đối với phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ ôn tập hai phần ngữ pháp sau đây. Phần thứ nhất là động từ might hoặc là might not cộng với động từ nguyên mẫu để nói rằng có thể làm gì hoặc là không thể làm gì. Phần ngữ pháp thứ hai là chúng ta sẽ luyện tập lại thì tương lai đơn, the future simple tense. Hình thức của thì tương lai đơn cơ bản sẽ là từ will hoặc là từ won't cộng với động từ nguyên mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài học với phần đầu tiên để luyện tập về từ vựng các bạn nhé. Vocabulary. 1. Put the words, phrases under the correct pictures. Yêu cầu của phần 1 là chúng ta hãy xếp những từ hoặc là những cụm từ dưới đây ở dưới của mỗi bức tranh đúng. Đầu tiên, các em hãy quan sát các bức tranh. Picture 1. Picture 2. Chúng ta thấy đây là máy rửa chén đúng không? Picture 3, TV or television. And picture 4, washing machine. Và đây chúng ta thấy một cái tủ lạnh, fridge. Và bức tranh cuối cùng, đây chính là smart clock. Bây giờ các bạn sẽ có các từ như sau: computer, máy tính, fridge, tủ lạnh, smart clock, đồng hồ thông minh, dishwasher, máy rửa chén, wireless TV là TV kết nối không dây và washing machine là máy giặt. Thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những cái ý nghĩa của các từ và cụm từ này chúng ta đã học rồi. Các bạn sẽ ghép các từ với các bức tranh sao cho hợp lý nhé. Ở bức tranh đầu tiên thì các em thấy đây chính là máy tính. Như vậy chúng ta sẽ có từ computer. Ở bức tranh thứ hai, các em thấy có máy rửa chén. Chúng ta sẽ có từ dishwasher. Và bức tranh thứ ba, đây là TV kết nối không dây. Các em sẽ có wireless TV. And number 4, đây là một cái máy giặt, chúng ta sẽ có washing machine. And number 5, câu số 5, tủ lạnh, fridge. Number 6, đó chính là smart clock, đồng hồ thông minh. Bây giờ các em sẽ chuyển qua hoạt động số 2 và tiếp tục luyện tập từ vựng. Vocabulary. 2. Think about what the appliances will do in the future. Fill the table. Và yêu cầu của phần 2 là chúng ta nghĩ về những cái mà những cái đồ dùng trong nhà sẽ làm được trong tương lai và chúng ta điền vào cái bảng dưới đây. Vậy thì các em có các mục từ 1 cho đến 6, đây là những cái đồ dùng sẽ có trong nhà. Còn cái cột bên phải này, cột màu đỏ này là những cái thứ, những cái việc mà những đồ dùng đó có thể làm được trong tương lai. Thì chúng ta có thể nghĩ ra để các bạn hoàn thành vào những chỗ bỏ trống này nhé. Tất cả các bài các bạn đều tạm dừng video và tập làm trước khi cô đưa ra đáp án. Câu số 1 chúng ta có là robots, đây là những người máy, thì được làm mẫu, đó chính là look after the house, chăm sóc nhà cửa. Number 2, phần số 2, washing machines, là những cái máy giặt. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem trong tương lai những máy giặt có thể làm gì được cho chúng ta. Các em có thể nói là nó wash clothes, là giặt quần áo này, rồi sấy khô hoặc là ủi quần áo. Wash, dry and iron clothes, có nghĩa là giặt này, sấy khô và ủi quần áo. Number 3, câu số 3, wireless TVs. Và những cái TV không dây thì nó có thể làm gì? Chúng ta sẽ nghĩ ra. Nó có thể là trình chiếu về bất kể những cái chương trình hoặc là những kênh nào mà bạn muốn. Number 4, phần số 4, supercars. Là những cái siêu xe thì chúng ta thử nghĩ xem siêu xe có thể làm gì? Có thể là siêu xe thì chạy rất là nhanh, đúng không? Và chúng ta sẽ nghĩ ra một số những ý khác nữa. Ví dụ như là xe có thể bay được này,
hoặc là có thể sử dụng một cái loại nhiên liệu khác như là sử dụng nước để thay cho nhiên liệu bằng xăng hoặc dầu chẳng hạn. Vậy chúng ta sẽ viết là run very fast. Chạy rất là nhanh. Rồi sử dụng nước để chạy. Use water. Hoặc là có thể bay được. Can fly. Run very fast. Use water or can fly. And number 5 và số 5. Smart clocks. Là những cái đồng hồ thông minh. Thì nó có thể làm gì? Như vậy chúng ta thấy là đồng hồ thì có thể nói cho chúng ta biết về thời gian hoặc nó có thể đánh thức chúng ta dậy. Vậy các em sẽ có cụm từ là tell the time. Hoặc là wake people up. Là nói cho chúng ta biết về thời gian, đánh thức mọi người dậy. Number 6, phần số 6, dishwashers. Là những cái máy rửa chén. Thì những máy rửa chén thì có thể làm gì? Có thể là rửa chén này, sấy khô chén dĩa. Và hơn thế nữa thì nó có thể là sắp xếp những cái chén lên trên kệ hoặc là vào trong tủ chén cho mình. Wash, dry dishes. And arrange them on racks. Number 3, phần số 3. Ở phần này chúng ta sẽ luyện tập về ngữ pháp các bạn nhé. Grammar. 3. Complete the sentences with will or won't. Yêu cầu phần này là chúng ta hoàn thành các câu với will hoặc là won't. Thì ở đây chính là chúng ta ôn tập về thì tương lai đơn. Các em có các câu như sau. Câu số 1. Tomorrow is Sunday, so I have to get up early. Ngày mai là ngày chủ nhật, bởi vậy tôi sẽ phải thức dậy sớm hay là tôi sẽ không phải thức dậy sớm. Thì các em thấy là ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ được nghỉ học đúng không? Ở nhà. Cho nên chúng ta không phải thức dậy sớm. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ điền hình thức phủ định của will, đó chính là won't. Câu số 2. When I see Tom tomorrow, I invite him to our party. Khi tôi gặp Tom vào ngày mai thì tôi sẽ mời hay là sẽ không mời bạn ấy đến bữa tiệc của chúng ta. Vậy thì chỗ này với cái tình huống như vậy chúng ta sẽ điền cho cô là will. Khi tôi gặp Tom thì tôi sẽ mời bạn ấy đến dự bữa tiệc. Câu số 3. You must meet Anne. I am sure you like her. Bạn phải gặp Anne và tôi chắc chắn là bạn sẽ thích cô ấy hay là bạn sẽ không thích cô ấy. Vậy thì dựa vào tình huống này, ở câu 3 chúng ta có thể điền cho cô là will. Có nghĩa là bạn sẽ thích cô ấy. You will like her. Và câu số 4, we start our dinner until Jack arrives. Chúng ta sẽ hay là không sẽ bắt đầu bữa tối cho đến khi mà Jack tới. Vậy thì tình huống này ở câu 4 chúng ta có thể điền cho cô từ won't, có nghĩa là hình thức phủ định các bạn nhé. We won't start our dinner until Jack arrives. Chúng ta sẽ không bắt đầu bữa tối cho đến khi Jack đến, có nghĩa là sẽ chờ cái người này, đúng không? Câu số 5, I phone you when I get home from school. Tôi sẽ không gọi điện cho bạn khi mà tôi trở về nhà từ trường. Vậy thì ở câu số 5 chúng ta có thể điền là will, là hình thức khẳng định các bạn nhé. I will phone you when I get home from school. Tôi sẽ gọi điện cho bạn khi tôi trở về nhà từ trường. Câu số 6. Tony passed his examination. He hasn't studied yet. Tony sẽ hay là không sẽ đậu kỳ thi của bạn ấy. Bạn ấy thì vẫn chưa học tập, đúng không? Chưa học tập thì dĩ nhiên là phải không đậu kỳ thi rồi. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ điền cho cô hình thức phủ định won't. Như vậy bài 3 nhắc nhở các em ôn lại cho cô cách sử dụng của thì tương lai đơn. Grammar. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập ngữ pháp thông qua bài tập 4. 4. Complete the sentences with might or might not. Yêu cầu phần 4 là các em hoàn thành các câu dưới đây với động từ might hoặc là might not. Câu số 1. I am still not sure where to go for my holiday. I go to Dalat.
Tôi thì vẫn không chắc chắn là sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ của mình. Tôi có thể đi đến Đà Lạt, đúng không? Vậy thì với tình huống này, ở câu 1 cô sẽ dùng động từ là might. I might go to Đà Lạt. Tôi có thể đi đến Đà Lạt. Number 2, câu số 2. The weather is not very good. Thời tiết thì không đẹp lắm. It rained this afternoon. Vậy thì trời có thể là sẽ mưa chiều nay hay là trời có thể không mưa. Chúng ta nhớ là động từ might này là để nói về cái hành động có thể xảy ra trong tương lai, đúng không? Trong bài 10 chúng ta đọc rồi. Cho nên ở câu 2 này cô sẽ vẫn dùng động từ might. Và câu sẽ là it might rain this afternoon. Trời có thể mưa vào chiều nay. Câu số 3. There be a meeting on Friday because the teacher is ill. Có thể có một buổi họp hay là có thể không có một buổi họp vào thứ sáu bởi vì thầy giáo bị ốm hay là bị bệnh. Vậy thì khi mà thầy giáo bị bệnh thì có thể là không có buổi họp, đúng không? Cho nên ở câu 3 này chúng ta sẽ điền hình thức phủ định. Đó chính là might not. Câu số 4. Anne come to the party tonight because she is busy. Anne thì có thể sẽ đến hay là có thể sẽ không đến bữa tiệc tối nay bởi vì cô ấy bận. Chúng ta có từ busy là bận. Vậy thì bận thì có thể là cô ấy sẽ không đến được. Cho nên chúng ta sẽ điền might not. Number 5, câu số 5. Phong is thinking about what he will do on Sunday. He go to a judo club or he stay at home and study English. Phong đang nghĩ về cái mà cậu ấy sẽ làm vào ngày chủ nhật. Cậu ấy vậy thì có thể là sẽ đi hay là không đi đến câu lạc bộ judo, hoặc là cậu ấy có thể hay là không có thể ở nhà để học tiếng Anh. Như vậy ở câu số 5 này thì cô sẽ điền hai vị trí đều là động từ might. Vị trí này cũng vậy, cô sẽ điền từ might. Phong is thinking about what he will do on Sunday. He might go to a judo club or he might stay at home and study English. Và toàn bộ câu này có nghĩa là Phong thì đang nghĩ về cái mà cậu ấy sẽ làm vào ngày chủ nhật. Cậu ấy có thể đi đến câu lạc bộ judo hoặc là cậu ấy có thể ở nhà và học tiếng Anh. Bởi vì hai cái này chúng ta đều dùng cái hình thức là có thể xảy ra, bởi vì là bây giờ Phong mới đang suy nghĩ thôi về cái mà cậu ấy sẽ làm trong ngày chủ nhật. Vậy thì dựa vào tình huống đó chúng ta sẽ điền như thế này các bạn nhé. Như vậy qua bài tập này thì nhắc nhở các em ôn lại cho cô cách sử dụng của động từ might hoặc là might not cộng với động từ nguyên mẫu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong về cái phần looking back. Còn ở trong phần project là phần dự án thì chúng ta có hai phần chính sau đây. My future appliance. Thiết bị trong tương lai của tôi. Các em đọc 4 mục yêu cầu như thế này. Think about an appliance you would like to have in the future. Nghĩ về một cái thiết bị mà em muốn có trong tương lai. Phần số 2. Make a poster for your future appliance. Là chúng ta sẽ làm một cái affix về cái thiết bị trong tương lai của em. Mục số 3. Write details about the appliance on the poster. Là chúng ta sẽ viết chi tiết về cái thiết bị đó vào cái tờ affix. Và yêu cầu thứ 4. Share your poster with your class. Là chúng ta chia sẻ cái affix này với các bạn trong lớp của mình. Đấy là 5 cái yêu cầu cho mình. My future appliance. Thiết bị trong tương lai của tôi. I will have a robot. It will help me to water the flowers in the garden. Tôi sẽ có một người máy và người máy sẽ giúp tôi tưới hoa trong vườn. Thì đây là một câu ví dụ để cho chúng ta bắt đầu. Cũng giống như là cái bức tranh mà các em có thể nhìn thấy trên màn hình. Vậy thì bên dưới sẽ có hai bức tranh nữa để cho chúng ta có thể lựa chọn và các bạn làm. Bức tranh tiếp theo đó chính là một cái đồng hồ thông minh. Smart clock. Thì chúng ta sẽ nghĩ xem là đồng hồ thông minh có thể làm gì. Và bức tranh tiếp theo nữa đó chính là một robot, là người máy. Vậy thì tùy các bạn, mỗi bạn có thể chọn theo ý thích của mình. Chúng ta chọn một trong hai cái này để các bạn làm nhé. Và đối với bài này thì cô sẽ lựa chọn một phần để cô gợi ý cho các em như sau. Về phần project, phần dự án. Appliance I would like to have in the future. Một cái thiết bị mà tôi muốn có trong tương lai. Thì cô sẽ nói về một người máy các bạn nhé, robot. I'd like to have a robot in the future. It is a big robot and it might do everything for me. It might talk to people in my family. It might play games with me in my free time. It also helps me to clean the house, cook meals,
and water flowers. Robert might help me to learn English every day. It might wake me up every morning. It will be my close friend. Và đoạn văn của cô có nghĩa như sau. Tôi muốn có một người máy trong tương lai. Đó là một người máy rất to lớn và nó có thể làm mọi thứ cho tôi. Người máy có thể nói chuyện với những người trong gia đình của tôi và nó có thể chơi trò chơi với tôi trong thời gian rảnh. Nó cũng có thể giúp tôi để lau chùi nhà cửa, nấu những bữa ăn và tưới hoa. Người máy thì có thể giúp tôi học tiếng Anh hàng ngày nữa. Người máy có thể đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng và nó sẽ là một người bạn thân của tôi. Đấy là cái đoạn văn để các bạn tham khảo. Ngoài ra chúng ta có thể tự viết theo ý của mình các em nhé. Đó là phần thứ nhất của phần dự án. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một phần nữa. Thường thì ở mỗi quấy một unit, mỗi một bài học thì chúng ta sẽ có cái phần khảo sát như thế này. Thì các em sẽ làm phần khảo sát, xem là chúng ta nắm bài được tới đâu, để từ đó các bạn sẽ ôn tập lại những phần mà chúng ta nắm chưa rõ các bạn nhé. Use the words related to types of houses and appliances in the house. Sử dụng được những từ có liên quan đến các loại nhà và các đồ đạc trong nhà. Pronounce the two syllable words correctly. Phát âm chính xác các từ có hai âm tiết. Và ở mục thứ hai này thì chúng ta chú ý về phần dấu trọng âm. Use future simple and might for future possibility. Sử dụng thì tương lai đơn và động từ might hoặc là might not để nói về hành động có thể xảy ra trong tương lai. Express surprise, thể hiện sự ngạc nhiên. Read about houses and appliances in the future, đọc về những căn nhà, những ngôi nhà và những thiết bị trong tương lai. Talk about different houses in the future, nói chuyện về những ngôi nhà khác nhau trong tương lai. Listen about dream houses, nghe về những ngôi nhà mơ ước. Write a paragraph about a dream house, viết một đoạn văn về một ngôi nhà trong mơ của mình.